Mình ơi, bố thằng Minh ơi, vậy là mình đã đi xa được mấy chục năm nay rồi. Thời gian trôi nhanh quá phải không mình? Thằng Minh đã lớn, nó đã có một tổ ấm đề huề. Tôi mừng lắm. Hôm nay tôi lại thấy nhớ mình ra giết. Tôi cũng sợ nữa mình à. Mình biết không, hiện giờ người ta đang vận động hiến đất để mở rộng đường xây dựng nông thôn mới đấy mình. Ngôi nhà này, mảnh vườn này là nơi lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm của vợ chồng ta. Nó là nơi thằng Minh, con trai chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Vậy mà mình biết không, hiện giờ chính con trai của chúng ta nghe theo lời lãnh đạo cấp trên của nó, bắt tôi phải hiến đất đây mình. Đúng là một bi kịch, một bi kịch. Nhưng mình yên tâm, một khi mà tôi còn sống thì tôi không bao giờ để cho họ làm như vậy. Thằng Minh có lớn mà không có khôn mình ạ. Hay là nó ăn phải bùa mê của người ta rồi. Mình ơi, mình sống khôn thác thiêng, mình về dạy con giúp tôi mình nhá. Mẹ, mẹ lại vừa thắp hương cho bố đây à? Mẹ lại khóc đây à? Anh đến đây giờ này làm gì? Con tranh thủ qua thăm mẹ. Nhân thể con có chuyện muốn thưa với mẹ à? Mẹ nói trước, nếu anh đến đây để vận động mẹ hiến đất thì anh nên về đi cho sớm. Kìa mẹ, sao mẹ cứ khăng khăng không đồng ý phương án đấy là sao ạ? Tất cả các hộ gia đình đều đồng ý, chỉ còn khúc mắc của một vài hộ thôi, trong đó có gia đình nhà mình. Con là cán bộ đảng viên, nếu như con không gương mẫu thì nói được ai nữa hả mẹ? Mà sao mẹ cứ phải khó đăm đăm như thế để làm gì? Cho nó hại sức khỏe ra. Mẹ cứ vui vẻ cởi mở với con với cháu đi xem nào. Tôi vui vẻ làm sao được khi chính anh lại là người tự nguyện hiến cái mảnh vườn này cho người ta. Anh có biết mảnh vườn này ý nghĩa thế nào với bố mẹ của anh không? Nó là nơi thờ tự ông bà tổ tiên, là nơi chôn rau cắt rốn của anh, cũng là nơi bố anh ra đi và mãi mãi không bao giờ trở về nữa. Thôi con xin mẹ, mẹ đừng nói nữa. Ngày nào mẹ cũng nhắc lại những điều như thế để làm gì ạ? Mà chuyện quá khứ đã qua lâu rồi, mẹ còn nhắc lại như thế để làm gì nữa? Nhưng nếu không có cái quá khứ ấy thì làm sao có ngày hôm nay?
Chừng nào anh chưa sáng mắt ra thì tôi vẫn phải nói. Mẹ phải hiểu cho con chứ. Mẹ phải vì cái chung, vì sự phát triển của xã hội chứ mẹ. Mẹ cứ kìm hãm như thế này còn được chết mất thôi. Sao? Anh nói gì? Ai kìm hãm anh? Anh đừng tưởng cái chức chủ tịch xã của anh là to. Anh phải biết ở nhà này có trên có dưới, có tôn ti trật tự của nó. Mẹ cho con xin lỗi, nhưng con xin mẹ hãy nghe con một lần này thôi. Mình có hiến cả căn nhà này đâu, chỉ ảnh hưởng đến một phần đất của mảnh vườn thôi mà mẹ. Mẹ nghe con. Mẹ hãy về ở cùng với con và các cháu. Các cháu rất cần có bà mẹ. Anh chị bảo tôi về ở với anh chị là để vợ chồng anh chị có thể thoải mái chặt cây phá vườn, lùi tường rào một cách dễ dàng chứ gì. Con nghĩ chúng ta làm như thế là đúng mẹ. Đây là chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Mẹ nhìn xem, cả một đoạn đường đẹp như thế này, chỉ có mỗi đoạn nhà mình là thắt cổ chai vào, chả ra làm sao cả. Thôi, mẹ nghe con, hãy bàn giao lại mặt bằng cho người ta để họ còn thi công cho kịp tiến độ mẹ. Con xin mẹ đấy, mẹ vì các con, vì cháu mẹ. Thế bây giờ mẹ hỏi anh, anh bắt mẹ hiến đất là vì cái chức chủ tịch xã của anh hay là vì cái gì hả? Ôi ông ơi, ông về đây mà xem, con trai chúng ta ăn phải bùa mê thuốc lú của người ta rồi ông ơi. Mẹ ơi, để mẹ có không hiểu và ủng hộ cho con thì thử hỏi bà con làng xóm trong xã, ai người ta còn ủng hộ cho con nữa đây. Con là cán bộ đảng viên, nếu như con không gương mẫu thì nói được ai hả mẹ? Có ai muốn như thế đâu. Mình hiến một thì sau này mình được hai ấy chứ. Đất tuy hẹp lại nhưng đường lại rộng ra thì giá trị mảnh đất lại tăng lên. Mẹ sinh con ra kia mà, mẹ phải hiểu cho con chứ mẹ. Tôi không cần phải hiểu. Nói tóm lại là tôi không thể để mất mảnh vườn này được. Dù có chết thì tôi cũng không đồng ý. Trời ơi, mẹ thử hỏi xem cả cái làng này có ai như mẹ không. Mẹ, mẹ thật ra bảo thủ mẹ. Phải, tôi già rồi, tôi bảo thủ. Nông thôn mới mới chậm, để làm gì kia chứ. Bao nhiêu đời nay mình đã vẫn sống ở đây, vẫn làm ăn ở đây, có làm sao đâu. Sao mở rộng ở đâu không mở, lại mở vào nhà tôi. Mẹ, con xin mẹ hãy bình tĩnh đã, rồi chuyện đâu sẽ còn có đó mẹ. Bình tĩnh để người ta dỡ nhà tôi đi à? Mẹ nghe con. Mẹ có tuổi rồi, mẹ hãy về ở cùng vợ chồng của con, để bọn con tiện đường chăm sóc cho mẹ. Con sẽ chuyển bàn thờ của tổ tiên và của bố về bên kia, rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ thôi mẹ. Phá đi rồi thì có như cũ được không? Nói tóm lại là mẹ không thể để mất mảnh vườn này được. Con thương mẹ. Con thương lấy mẹ thì đừng bắt mẹ làm như thế có được không con? Thế mẹ bảo con phải ăn nói với mọi người như thế nào đây? Tất cả mọi người đều đồng ý phá rào, phá tường bao, hiến đất một cách vui vẻ. Tại sao mẹ thì không hả mẹ? Mẹ, con khổ với mẹ lắm. Con khổ vì mẹ, còn mẹ cũng đâu có sung sướng gì. Mẹ lại khóc đây à? Mẹ cứ yên tâm, chuyện gì thì cũng có cách giải quyết của nó thôi. Anh Minh, em xin anh đừng có căng thẳng với mẹ như thế nữa. Dạo này sức khỏe của mẹ đã không được tốt rồi. Em đừng có bàn lùi nữa. Đến em còn nói như thế thì anh có bảo được ai nữa đây?
Đến nước này chắc chỉ còn cách xin nghỉ việc. Một cán bộ đảng viên như anh mà không gương mẫu thì còn nói được ai nữa hả em? Anh cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn khắc có đó. Anh và mẹ xem hôm nay ai đến thăm nhà chúng ta đây này. Cháu mời chú vào trong này ạ. Chào cả nhà. Chị còn nhận ra em chưa ạ? Chú Bình, lâu lắm rồi mới thấy chú qua chơi ạ. Dạo này công việc lu bu quá nên hôm nay chú rảnh một chút nên về đây thăm cháu và thăm mẹ cháu nữa. Chị, dạo này chị khỏe chưa? Cảm ơn chú, tôi khỏe. Mẹ, lâu lắm rồi chú Bình mới qua nhà mình chơi, mẹ phải vui lên chứ ạ. Chú Bình cũng định về nhà mình chơi lâu rồi mẹ ạ, nhưng mà hôm nay mới có thời gian rảnh. Từ ngày chú lên làm phó giám đốc sở, rồi kiêm thêm công việc của văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nên hôm nay mới về thăm được đấy mẹ ạ. Cái gì? Chú Bình đã lên chức phó giám đốc sở rồi kìa. Chúc mừng chú nhá. Nhưng mà không phải hôm nay chú về đây là để vận động tôi hiến đất đấy chứ? Kìa mẹ, sao mẹ lại nói chuyện với chú ấy như thế ạ? Không sao đâu cháu. Chả là như thế này chị ạ. Hôm vừa rồi em có nghe các đồng chí ở dưới cơ sở có báo cáo là tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương vẫn còn bị chậm hơn so với kế hoạch. Hỏi ra thì mới biết là có một vài trở ngại ở địa phương, cụ thể là tiêu chí đường nông thôn của xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất chắc vẫn chưa giải quyết xong. Một số hộ gia đình vẫn chưa chịu đồng thuận hiến đất để làm đường. Thế nên em sốt ruột quá, nên hôm nay em về đây thăm chị và thăm các cháu, tiện thể hỏi xem tình hình ra sao. À, hóa ra là chú về đây là vì chuyện ấy. Tôi cứ tưởng chú về đây là để thăm gia đình của một người đồng đội cũ chứ. Nếu chú về đây để vận động tôi hiến đất thì tôi không thể nói chuyện được với chú nữa đâu. Mẹ, dù gì chú Bình cũng là đồng đội cũ của bố, sao mẹ lại cư xử như thế hả? Con nữa, con nhìn lại bản thân con xem, mấy ngày qua vợ chồng con đối xử với mẹ như thế có được không? Hết vợ lại đến chồng, ra vào cũng chỉ vấn đề đất đai. Mẹ mệt mỏi lắm rồi. Mẹ, nếu thời gian vừa qua vợ chồng con có làm điều gì không phải thì mẹ cho vợ chồng con xin lỗi ạ. Thực lòng bọn con không bao giờ muốn làm mẹ buồn. Chỉ vì công việc thôi mẹ ạ. Ấy, chị đừng trách các cháu, nhất là cháu Mai. Em làm việc với cháu lâu rồi nên em hiểu chị ạ. Cháu là một người kiến trúc sư có tài, cũng là một người mẹ, là một người vợ tốt, là một người con dâu hiếu thảo nữa. Thời nay ấy, hiếm có cô con dâu nào lại được như cháu Mai đâu chị ạ. Kìa chú cứ nâng đỡ cháu quá. Chúng nó chăn trở, lo lắng cho tôi. Tại sao lại bắt tôi làm những việc mà tôi không muốn? Tất cả là vì công việc, vì trách nhiệm đối với sự phát triển của quê hương đất nước chị ạ. À, vậy là hôm nay chú về đây là việc giải tỏa cái mảnh vườn của tôi phải không? Vậy thì xin lỗi chú, tôi mệt, tôi không thể tiếp chuyện chú được đâu. Chị... Mẹ, cho dù mẹ có không đồng ý đi chăng nữa thì mẹ cũng phải bình tĩnh nghe chú ấy nói đã chứ ạ. Sao mẹ lại cư xử như thế? Kìa Minh, chú nghĩ cháu mới là người cần phải bình tĩnh ở đây đấy. Nhưng mà cháu... Chú Bình nói đúng đấy anh ạ. Anh nên đặt mình vào hoàn cảnh của mẹ để có thể hiểu mẹ hơn. Ôi ông về đây mà xem. Tôi một mình nuôi con khôn lớn thì bây giờ nó cãi tôi như thế này hả ông ơi? Ông về đây mà dạy con ông ơi. Chị cho phép em được thắp cho anh nhấn nha.
Anh Thành ơi, anh khôn thiêng thì cho em xin lỗi anh nhé. Vì khoảng thời gian vừa qua em đã không chăm sóc được cho chị và các cháu được chu đáo. Chị cho em xin lỗi chị nhá. Không, chú không có lỗi gì cả. Vấn đề là chị không muốn người ta làm xáo trộn bất cứ thứ gì trong nhà của chị. Mảnh vườn này là nơi lưu giữ kỷ niệm của vợ chồng anh chị. Mỗi gốc cây, mỗi cành lá đều lưu giữ bóng hình của ông ấy. Đến bây giờ người ta cũng muốn lấy đi hết những kỷ niệm ấy của chị hay sao? Chị thực sự không muốn mất mảnh đất này, chú Bình à? Thôi được rồi, em hiểu rồi. Bây giờ chị nghe em nói nhá. Minh, chú nghĩ chuyện này một phần lỗi do vợ chồng cháu đấy. Vì vợ chồng cháu chưa giải thích được cho mẹ cháu được hiểu cặn kẽ được thông suốt đâu. Chú nói sao ạ? Chị nghe em giải thích đã nhá. Thôi, chú không phải nói gì cả. Vấn đề là chị không thể để mất mảnh vườn này được. Mẹ à, cho dù mẹ có không đồng ý đi chăng nữa thì mẹ cũng phải bình tĩnh nghe chú ấy nói đã chứ à? Tôi bình tĩnh làm sao được? Nhà tôi là gia đình chính sách, lúc thời chiến thì đã mất người, đến bây giờ hòa bình lại còn phải hiến cả đất nữa hay sao? Chị ạ, để có được một cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay thì những người như em và anh Thành đã sẵn sàng lên đường, chấp nhận mọi gian khổ hy sinh. Và có những người đã mãi mãi ra đi, không bao giờ trở lại. Trong đó có anh Thành là mình đấy chị ạ. Và nó sẽ thật vô nghĩa nếu những người ở lại như chúng ta lại không tiếp tục con đường và lý tưởng của họ. Đó chính là xây dựng quê hương đất nước. Chú cứ nói những điều cao xa viển vông như thế, làm sao mà tôi hiểu được? Không có gì là cao xa đâu chị ạ. Trước đây, đất nước có chiến tranh thì chúng ta đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Thời nay hòa bình thống nhất thì chúng ta lại tiếp tục để xây dựng quê hương. Và đó cũng chính là ý nguyện của những người đã hy sinh đấy chị ạ. Chú nói thế nghĩa là thế nào? Chẳng lẽ những người hy sinh cứ phải hy sinh mãi sao? Còn những người không phải hy sinh chỉ biết hưởng thụ thành quả, chú giải thích thế nào? Em luôn tin là mọi vấn đề trong cuộc sống đều có cái giá của nó. Đâu đó trong xã hội còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, nhưng trời đất thì sẽ không bao giờ phụ lòng người. Công lao thì sẽ được đền đáp xứng đáng, còn lỗi lầm thì phải chịu trách nhiệm. Đất đời có vay có trả mà chị. Vậy là ý chú, kiếp trước tôi đã vay nên kiếp này tôi phải trả phải không? Chồng liệt sĩ, tôi vỏ võ nuôi con một mình, đến bây giờ tôi cũng không thể giữ lại hết những kỷ niệm ngày xưa của ông ấy nữa hay sao? Kìa chị, chị hãy bình tĩnh em nói đã. Chúng ta hy sinh cái nhỏ để đạt được những cái lớn hơn. Như chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới địa phương về đích thì chính những người dân chứ không phải là một ai khác sẽ được hưởng thành quả. Trong đó có gia đình mình đấy chị ạ. Con đường này nó sẽ nối liền với con đường lên thành phố, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh ta. Cùng với nó sẽ kết nối với hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Sau này nó sẽ nối liền với tuyến đường vành đai 4 kết nối với thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy mà chúng ta cần giải tỏa con đường này, cũng là để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới đấy chị ạ. Nó sẽ là con đường huyết mạch thông thương với mấy xã trong khu vực lên thành phố, thị trấn và các chợ đầu mối nông sản khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Sau này nó sẽ kết nối với một khu đô thị có một quy mô lớn, khang trang, sạch sẽ, giúp bà con ăn ở đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Con đường cũ mà xưa nay chúng ta vẫn hay đi thì sau này nó sẽ trở thành một công viên cây xanh. Thế cho nên không có chuyện khu đô thị ồn ào hay là bụi bặm gì đâu chị ạ.
chú Bình nói đúng rồi đấy mẹ. Chị thấy đây, đó chính là cái lợi lớn nhất của chúng ta. Chính vì vậy mà tỉnh ta đã không ngần ngại chi phí tốn kém, đẩy mạnh, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích trước kế hoạch đẩy ra ban đầu đấy chị ạ. Đúng đấy mẹ ạ, đây là chương trình mục tiêu quốc gia mà mọi cán bộ và nhân dân đều được tuyên truyền thông suốt, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đấy mẹ ạ. Chị ạ, em hiểu. Ngôi nhà này là của ông bà tổ tiên chị để lại. Ngôi nhà đã sinh ra anh Thành, ngôi nhà đã chứng kiến cả thời thơ ấu của anh. Sau này, nó còn chứng kiến những ngày hạnh phúc nhất của hai anh chị. Tại đây, nơi mà cháu Minh đã cất tiếng khóc chào đời. Điều đặc biệt hơn nữa là nó còn chứng kiến sự chờ đợi thủy chung của chị đối với anh, mặc dù anh đã mãi mãi đi xa. Em hiểu tất cả những tình cảm, tâm tư và sự trăn trở của chị. Nhưng em tin rằng nếu anh Thành còn sống thì anh cũng sẽ hành động như chúng ta thôi. Anh sẽ đặt lợi ích của xã hội, của bà con nhân dân lên hàng đầu, như mà trước đây mà anh đã từng làm đấy chị ạ. Tôi hiểu. Tôi còn hiểu chồng tôi hơn là ai hết chú Bình ạ. Nhưng tôi vẫn muốn giữ lại mảnh vườn này. Tôi muốn giữ lại chút kỷ niệm cuối cùng của ông ấy. Chị ạ, có điều này em chưa từng nói với chị và các cháu nghe. Trước đây, khi còn ở ngoài chiến trường, cả em và anh Thành vẫn phải đang đối mặt với sự sống và cái chết. Còn những khoảng lặng giữa hai trận đánh, cả em và anh đã trải lòng cùng nhau. Anh Thành, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ về quê hương. Anh nhớ nhà, nhớ cồn cào. Giá như bây giờ có thể bay được trở về nhà thì hạnh phúc biết mấy. Anh Thành, bây giờ nếu có một điều ước thì anh sẽ ước gì nào? Cái thằng này, đương nhiên là ước được hòa bình rồi. Vâng, hòa bình. Lúc này hai chữ hòa bình sao mà lại thiêng liêng đến vậy anh nhỉ? Không biết bao giờ mới hòa bình. Không biết em và anh có còn sống đợi đến lúc hòa bình được không anh? Bình, em phải lạc quan lên. Anh tin rằng thế hệ con cháu chúng ta sau này sẽ khá hơn anh em mình. Thằng Minh và con nó sau này sẽ nhất định sẽ được sống trong đủ đầy, hạnh phúc. Những ngôi nhà tranh vách đất sẽ không còn nữa, mà thay vào đó sẽ là những ngôi nhà khang trang sạch đẹp. Những con đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa, sẽ được trải nhựa phẳng lì, thẳng tắp. Quê hương chúng ta sẽ được đổi thay. Sự hy sinh của anh em chúng ta và đồng đội hôm nay sẽ mang lại một tương lai tươi sáng cho con cháu chúng ta và cho quê hương đất nước em à. Anh đúng là một biểu tượng của sự lạc quan. Ở bên cạnh anh, em đã học được nhiều điều bổ ích. Đó chính là tính kỷ luật, sự kiên định đối với những lý tưởng mà mình đã chọn, và lòng dũng cảm biết hy sinh vì người khác nữa. Nhưng hôm nay em còn được học ở anh, đó chính là niềm tin tưởng vào một tương lai tươi sáng. Niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của quê hương đất nước. Không hẳn là như vậy đâu. Cuộc chiến của chúng ta đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Mình luôn tin tưởng vào thắng lợi tuyệt đối, nhưng không biết đến lúc đó có còn trọn vẹn để trở về nữa hay không. Sống chết còn có số mà anh. Thằng Minh nhà mình nó còn nhỏ dại quá. Hôm mình nghỉ phép về, nó đòi theo mẹ tiễn mình ra tận lũy tre đầu làng. Đi một đoạn xa ngoảnh lại, vẫn thấy hai mẹ con nó đứng đây ngóng theo. Biết làm sao được hả anh? Chiến tranh mà, tất cả đều phải hy sinh. Mọi tình cảm đều phải gác lại, đợi đến ngày chiến thắng. Bình này, có chuyện gì vậy anh? Linh tính mách bảo trong trận chiến sắp tới, nếu như có mệnh hệ gì thì chú hãy thay anh chăm sóc vợ con anh và thực hiện đôi những ước mơ của anh nhé. Nếu hai anh em mình đều sanh cỏ thì thôi, nhưng ai còn sống mà trở về sau chiến thắng
thì phải có nhiệm vụ thực hiện những ước muốn vẫn còn đang dang dở anh nhá. Chị thấy đấy, cuộc sống đang đổi mới từng ngày trên quê hương hôm nay cũng chính là ước muốn của anh Thành. Từ khi em và anh vẫn còn đang ở ngoài chiến trường đấy chị ạ. Và để giữ lời hứa với anh, những người trở về như em đây vẫn đang từng ngày, từng giờ thực hiện những ước muốn vẫn còn đang dang dở của những người đã phải hy sinh của trận chiến vừa rồi đấy chị ạ. Tôi hiểu. Tôi hiểu rồi chú Bình. Chị ạ, hình ảnh và những kỷ niệm của anh Thành và những người đã hy sinh như anh vẫn còn lưu giữ mãi ở mỗi mảnh vườn, mỗi căn nhà, và nó còn lưu giữ mãi ở trong tiềm thức của mỗi người, vì chúng ta đã sống xứng đáng đối với sự hy sinh của họ đấy chị ạ. Tôi biết mình phải làm gì rồi. Mẹ, ý mẹ là sao ạ? Ý mẹ là thế nào ạ? Mẹ sẽ giúp bố con thực hiện ước mơ và nguyện vọng, sẽ góp một phần công sức bé nhỏ để xây dựng quê hương đất nước này. Còn bây giờ thì chỉ là các con làm sao cho hợp lý là được. Mẹ, mẹ làm con bất ngờ quá. Chú Bình, cháu cảm ơn chú. Nhờ có chú, chú đúng là cứu cánh của gia đình cháu đấy à. Mẹ, từ nay mẹ về ở với vợ chồng chúng con, ở với các cháu, để gia đình ta được đoàn tụ mẹ nhé. Mẹ cũng có phúc như vậy với con trai. Kìa chú Bình, cảm ơn chú. Chú lúc nào cũng mang niềm vui đến đúng lúc với mẹ con chúng tôi. Đúng rồi đấy chú à. Nếu như không có chú thì chắc mẹ con cháu vẫn chưa giải quyết xong được việc này đâu ạ. Sao đâu mà, chuyện này một phần trách nhiệm cũng là do chú mà. Chị thấy chị vui vẻ thoải mái như thế này là em mừng rồi. Minh, cháu là người có trình độ nhận thức, lại là người cán bộ lãnh đạo của địa phương, đáng lẽ ra chuyện này các cháu phải vận động mẹ cháu ủng hộ từ lâu rồi mới phải chứ. Đảng viên phải đi trước, bản làng nước phải theo sau cơ mà. Vâng, dạ đúng là bọn cháu còn non trẻ, còn nhiều điều cần phải học hỏi ở thế các chú lắm ạ. Cháu xin lỗi chú, con xin lỗi mẹ, những ngày qua đã làm cho mẹ phải buồn ạ. Thôi, hôm nay nhân tiện có chú Bình ở đây, bây giờ con sẽ mời mẹ, mời chú Bình qua nhà vợ chồng con ăn cơm. Hôm nay con sẽ nấu nhiều món thật ngon ạ. Đúng rồi đấy ạ. Con mời mẹ, cháu mời chú, chúng ta về bên nhà con, các cháu đang đợi bà và bố mẹ về đấy ạ. Nào, chúng ta đi thôi.